Vâng, nghĩa ông bên em xin kính chào bà con nhé. Thì như hôm em có trao đổi với các bác ấy, thì như cái tổ này này là cái tổ mới nhá các bác nhá. Có nghĩa con tướng mới bây giờ nó đẻ ổn định rồi, nó đẻ được một tháng rồi các bác. Nó đẻ được một tháng rồi thì bây giờ hai cái tổ này là hai cầu cả thì em ghép lại các bác. Tại vì mục đích mình dưỡng con chúa là để một là mình phát triển đàn, hai là mình thay thế, có nghĩa mình ghép lại. Thế ghép lại thì mình thay thế các cái con chúa nó kém chất lượng, như cái tổ này thì con chúa nó kém chất lượng rồi các bác ạ. Thế là cái tổ này thì con chúa kém chất lượng rồi, thì sau khi con chúa này nó đẻ ổn định là được một tháng rồi thì bây giờ là em ghép nó lại. Còn con chúa này thì mình cứ để dắt vào đó, thì đến lúc nào mà cảm thấy có cái tổ nào mà nó không may mình quay mặt các thứ nó mất chúa thì mình có thể tạm thời mình thả cái con chúa đấy ra. Đấy là những cái cách làm trong cái mùa khai thác mật các bác ạ. Tại vì thực ra là nhiều cái thì mình cứ cảm thấy là tách nó ra vậy là nó sẽ hư tổ ong rồi, là không nên thế nọ thế kia. Nhưng tất cả là mỗi người có một cách làm riêng, làm sao để cho nó có những cái kết quả tốt nhất. Thế bây giờ như con chúa này bây giờ là nó đẻ tốt rồi thì đương nhiên bây giờ em ghép lại để cái con chúa kém chất lượng này thì nó không ăn thua nữa, mình có thể loại bỏ nó đi hoặc là mình có thể dắt vào đó dự trữ. Thế lúc nào không may có tổ nào mình quay mặt mà không may nó bị mất hoặc là bị con thạch thùng thiên địch nó bắt mất thì mình có thể bỏ lại. Đây. Đây nhá các bác nhá, thì em cũng chia sẻ luôn. Đấy, từ đầu thì mình cũng cứ đây, cứ xịt cho nó có tí khói cho nó đồng mùi. Sau đó là dịch vào đây các bác ạ. Dịch vào giữa này. Đấy. Đấy, dịch vào giữa nhá các bác nhá. Đấy, còn cái tổ này là bây giờ là mình tìm tướng các bác. Đấy, cái tổ này là bây giờ là nó kém lắm rồi các bác. Nếu mình mà không làm như thế là nó sẽ hư cái tổ ong này. Đấy, hoặc là nó sẽ bị thối ấu trùng. Em sẽ dịch vào đây tí các bác. Đấy thì bây giờ mình chỉ cần tìm tướng thôi các bác. Đấy, tìm cái nó chưa quần tìm cái là được ngay các bác. Đấy, nó chưa quần như này tìm rất là dễ các bác. Đấy, còn tướng này thì em nhốt lại. Sau khi mình nhốt lại tướng thì mình sẽ gỡ cái tổ này ra. Đấy. Và tí nữa đây, cái tổ này bây giờ nó lên ba cầu rồi các bác này. Đấy, ba cầu thì bây giờ em ghép lại. Tại vì thực ra là kể cả hai tướng trong một tổ không bằng một con tướng đẻ tốt các bác. Đấy, nên là một tổ ong chỉ cần duy nhất một con tướng, chứ không cần thiết là phải hai tướng thế nọ thế kia. Tại vì một tổ ong chỉ cần duy nhất một con tướng. Đấy thì bây giờ em chỉ ghép nó lại thôi. Đây các bác. Mình lấy cái hiệu quả chứ không lấy cái... Đây, quan trọng nhất là cái hiệu quả các bác. Đấy, hiệu quả. Nó mà tốt thì nó sẽ ok hơn rất là nhiều các bác. Đấy. Thì... mình bỏ ngoài ván ngăn nhé các bác nhé. Đấy thì sau đó là mình mới bắt đầu là làm đồng mùi. Đấy, làm đồng mùi. Cái này thì ta cứ để ra ngoài đây để cho nó bay vào các bác. Thank you.
đấy, mình làm đồng mùi đấy, sau đó là mới bắt đầu là mình đây các bác, cái này thì mình cứ để ra đây, cứ để ra đây các bác. Sau đó đợi khoảng 30 giây, có nghĩa là mình làm đợi 30 giây. Và tí nữa em sẽ chia sẻ cho các bác coi coi là cái con tướng mà em mới thả ấy các bác. Em tận dụng cái con chúa chia đàn, có nghĩa là cái mủ chúa chia đàn nó mới nở thì em lại tách ra một cọc. Nhưng mà cái tổ kia là dù 5 cầu nên em tách ra 2 cầu. Đấy, để mình tận dụng tối đa cái mủ chúa chia đàn các bác. Và làm xong cái này thì em sẽ ra cái tổ đấy coi coi con chúa đấy đã đi ra cấu chưa. Đấy, nó rất là đơn giản như thế thôi, nhưng mà thực sự ra là nói là đơn giản nhưng mà nó phải linh hoạt thì mình làm nó cũng ok được. Đấy, vậy thì như cái tổ này thì con tướng mới thì nó sẽ đảm bảo hơn rất là nhiều các bác. Kém lắm. Ông kém nên là như vậy đây thì ghép bố lại. Mình ghép lại vậy để cho một con chúa nó đẻ tốt còn hơn là để hai con. Tôi thấy nó kém này nên là tôi. Nói chung là để một con chúa tốt còn hơn hai con chúa. Thế đăng cái lúc mà ấy thì mình lại ra đây, em sẽ ra mà lúc mà em thả con chúa bữa hôm em quay cho các bác coi là tách một cầu đấy các bác ạ. Đấy là cái tổ ngoài góc này các bác này. Đấy thì bây giờ em đây cái tổ mà hôm mà em chia sẻ với các bác là em tách ra một cầu thì cách đây cũng được 4 ngày rồi các bác. Đấy vậy thì nay em đây em coi đi. Đấy bữa hôm mà các bác nhìn vậy là các bác biết là cái tổ mà bữa hôm em tách ra là cái tổ bên thì nay cũng được 4 ngày rồi thì tiện đang có khói thì em xem luôn các bác coi coi nó đã đi giao cấu chưa. Tướng nó đã đi giao cấu về chưa hay là anh đã đi giao cấu chưa các bác? Đây, nó rất là đẹp nhé, cầu cũng rất là đẹp. Thấy chúa thôi. À đây con chúa nhỏ lại rồi. Chúa nhỏ lại rồi. Để em coi là con chúa này là đây đi giao cấu về chưa. Con chúa này chưa đi giao cấu các bác ạ. Đang còn trèo lộn ngộm lên các con ông khác đi thì không cúi đầu. Bít thì không khom các bác. Ông thợ thì không đi theo. Đấy các bác thấy rất là đẹp luôn nhé. Thì con chúa này là chưa đi giao cấu về đây, nó phải chạy lồm ngồm lên trên này các bác. Đấy, lên hết các con thợ. Thì con chúa này là chưa đi giao cấu. Đấy, cái cầu đẹp như thế này các bác. Đẹp, rất là đẹp nhé.
Đó, thấy nhá. Nó cười các cái đáy đấy rất là đẹp nhá. Rồi các bác coi rất là đẹp. Vâng, các bác mà thấy video của em hữu ích thì các bác nhấn like, nhấn đăng ký kênh và để chuông để đợi các cái video tiếp theo.